Đấy, rất là bóng luôn. Chỗ này nè, hồi nãy là có vết chày nha, bây giờ đâu còn nữa, mất tiêu vết chày luôn. Rất là mới luôn nha anh chị. Đây này là xe 2015, đồng hồ rất bụi và dơ. Đây, à đây 2015 nha. Ướt bụi nè, chày xước nè, rồi bụi nè bám lên. Thường á, bụi bám lên là mình lau nè sẽ chày nè, không, nó sẽ tạo những vết xước chày nhỏ. Thì bây giờ làm cách nào để mà cái mặt đồng hồ nó không chày, bóng hơn như mới luôn? Rồi, dán cái miếng lên nha. Đây là BBF cho Vision 2015. Anh ngồi đó đi để em lấy cho. Rất là dơ nha anh chị. Thì bây giờ khi mà mấy anh chị, à đã nói, em nói về cái miếng BBF này ha. Miếng BBF này á là Paint Protection Film, là thường được sử dụng trên xe hơi, dán những cái chiếc xe hơi hạng sang. Miếng này nó có 3 lớp. Thì khi mà mấy anh chị mua về là em tách sẵn một lớp rồi ha, mồi sẵn, mấy anh chị chỉ cần cầm cái miếng lột ra thôi. Cái miếng, cái lớp số 2 là cái mặt trắng này nè, không phải mặt trong nha. Mặt trắng này là bảo vệ lớp keo. Lột cái này ra, rồi xịt nước vô đây, xịt nước vô đây, ịn lên nha. Khi mà các anh chị nhận được hàng thì sẽ thấy một cái gói như thế này. Này là bông tẩm cồn, lột ra. Bông này dùng để vệ sinh cái mặt đồng hồ nè, bụi nè, mấy anh chị thấy không? Vệ sinh trước. Đấy, bởi vì vệ sinh bằng nước nó không có sạch nên là phải vệ sinh bằng cái bông tẩm cồn này. Nó có cồn sẵn ở bên trong á, thì mấy anh chị lâu á nó sạch sẽ, không có dơ. Mình lâu lên thấy dơ gớm không? Đấy, sau khi mà vệ sinh xong nè, mấy anh chị thấy không, xe nó có các vết xước nhỏ. Đấy, giờ em bắt đầu dán. Em tách sẵn cái lớp đó rồi ha. Bây giờ mấy anh chị xịt cái nước lên. Thì cái chai xịt em có tặng cho mấy anh chị kèm trong cái bộ đó luôn. Này lớp giữa và lớp số 2, tách ra. Do độ trơn của cái này nè nên mấy chị có thể là canh chỉnh ha, sao cho nó vừa với cái mặt đồng hồ của mình.
Canh hai cái góc này cho đều nè. Canh cái cạnh dưới này cho đều nè nha. Cho nó bằng á. Rồi canh phần trên đây cho nó bằng ha. Là hai bên đây nó sẽ đẹp. Rồi dịnh một bên là tay trái, dịnh bên tay phải gạt nước. Gạt từ trong ra ngoài. Gạt nước sạch sẽ ha. Rồi mấy anh chị sử dụng cái khăn á lâu. Nếu mà mấy anh chị dán chưa quen á thì những cái chỗ này á nó có hơi bọt, ví dụ có đi ha, hơi bọt mà là nó chưa có dính xuống thì chúng ta sẽ lấy mấy cái sấy, lấy máy sấy để sấy.